Người cá thì Un đang xem gì vậy? À thì ra si tè cho rá cá. Cho con si giấy được không? Hay si cho con luôn đi, con cũng mắc quá rồi nè. Đợi một chút đi con, xem hết đã. Không si cho con đúng không? Con nhai nát cái laptop của người cá thì Un, khỏi xem nữa nha. Đợi một chút thôi mà. Không chịu đâu, con mắc lắm rồi. Làm sao bây giờ ta? Cái laptop này cứng hơn răng của mình. À có cách rồi. Chịu si tẹ cho con chưa nè? Giảm nát luôn nha.